Nước, nhất là nước ngọt, có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự sống của cả hành tinh nói chung và con người chúng ta nói riêng. Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước Thế Giới. Vào năm 1992, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về môi trường và phát triển tại Brazil, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước Thế Giới. Và ngày 22 tháng 3 năm 1993 là Ngày Nước Thế Giới đầu tiên. Từ đó đến nay, ngày này được tổ chức hàng năm. Ai cũng biết, nước là một tài nguyên quý giá và là một thứ không thể thiếu đối với con người. Nhưng trên trái đất này, nơi châu Phi xa xôi ấy, có những ngôi làng chẳng hề có nước sạch. Thậm chí, dù có đi bao xa, thì những chiếc giếng cũng cạn khô hoặc chỉ có những nguồn nước đục ngầu, ô nhiễm. Việc mang nước sạch đến với người dân nơi đây quả thực là một điều khó khăn. Nhưng cách chúng ta nửa vòng trái đất, có một bạn nhỏ tên là Sauer. Cô bé 10 tuổi ấy đã có những việc làm phi thường để có thể mang được nguồn nước sạch đến cho mọi người. Hãy cùng chúng mình khám phá hành trình của cô hiệp sĩ nhí để tìm hiểu những điều kỳ diệu và sự kiên trì, lòng nhân ái qua cuốn sách Hiệp sĩ nước sạch. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ với những sáng kiến tuyệt vời để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn cũng như chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Cuốn sách Hiệp sĩ nước sạch là câu chuyện về người thật và việc thật của Sauer Andersen, cô bé 10 tuổi, viết và vẽ về hành trình làm thiện nguyện của mình để mang nước sạch đến với người dân châu Phi. Hành trình ấy bắt đầu khi cô bé được nghe cha kể về đời sống khó khăn khi không có nước sạch của người dân ở đây. Những bạn nhỏ như mình, và thậm chí là bé hơn, hàng ngày phải đi bộ rất xa để tìm nước ở chiếc giếng hay ao bẩn, và như thế đã là may mắn lắm rồi. Trong cuốn sách, bạn nhỏ người Mỹ Slaner chính là Sauer Andersen ở ngoài đời, biết rằng để một người dân ở châu Phi có nước sạch dùng cả đời sẽ cần $50. Số tiền đó trở thành mục tiêu để em bắt tay vào hành động. Em đã bán bánh quy của bà trong hội chợ vào dịp cuối tuần, và ý tưởng tốt đẹp của em đã được ủng hộ. Em đã gây quỹ được $188. Thành công ban đầu đó đã giúp em tự tin tiếp tục, và dự án bán bánh quy đã có đủ tiền giúp một ngôi làng ở châu Phi có được một chiếc giếng sạch. Em mong muốn giúp được nhiều ngôi làng hơn nữa từ bán bánh quy của bà làm. Em tự tay thiết kế và may túi mang tên hy vọng với khẩu hiệu Một chiếc túi, một sự sống. Sauer Andersen đã kể và vẽ lại câu chuyện thiện nguyện tràn đầy cảm hứng của mình trong cuốn sách Hiệp sĩ nước sạch, và tiếp tục truyền đi thông điệp trẻ em cũng có thể tạo ra khác biệt. Hành trình mang nước sạch đến châu Phi của một bạn nhỏ người Mỹ. Trẻ con có thể giúp đỡ người khác bằng cách nào? Sauer đã dành tặng cuốn sách này đến Brian, một cậu bé bằng tuổi em sống ở Zambia, và là nguồn cảm hứng to lớn đối với cô bé. Brian không may đã mất đi một cánh tay và thậm chí là cả em gái vì gia đình không có nước sạch. Và câu chuyện của hai mẹ con Maria vốn cũng thật buồn. Maria đã bị mất thị lực sau lần bị một con rắn độc cắn, và cô con gái Ruth 2 tuổi của cô đã dẫn cô về làng trong sự hoảng loạn. Những câu chuyện này chỉ là những con số rất nhỏ, những câu chuyện rất nhỏ trong hàng ngàn câu chuyện về những cuộc đời khó khăn khi không có nước sạch trên hành tinh của chúng ta. Nước chính là nguồn sống, và bởi vậy cô bé Slaner trong câu chuyện này cũng chính là tác giả Sauer ngoài đời, đã thực sự đem đến cho người dân Zambia những cuộc sống mới tốt lành hơn nhờ có nước sạch. Hãy cùng dõi theo cuộc hành trình của cô bé hiệp sĩ Slaner để khám phá những điều kỳ diệu của sự kiên trì và lòng nhân ái nhé. Cuốn sách do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2020, dày 30 trang trên khổ giấy 22 cm, qua phần dịch thuật của dịch giả Phạm Hát Đăng, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những sáng kiến tuyệt vời tương tự như của Sauer tiếp tục được nảy nở lan tỏa để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cũng như chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Nhân ngày nước thế giới 22 tháng 3, chuyên mục sách hay nên đọc xin được trân trọng giới thiệu.